người ơi là Halloween, bạn tôi ơi là Halloween, mình hát bài ca về Halloween, nói đi đó Halloween. À, một con ma ở trong lớp tôi, phù thủy kia ở trên chổi đó, có ai đã chôn dưới này không đó, ai chôn dưới đây này. À, ô ô, cô Lai La, hình như có một con ma trong lớp học của chúng ta. Mọi người ơi là Halloween, bạn tôi ơi là Halloween, mình hát bài ca về Halloween, nói đi đó Halloween. À, hãy trốn đi đừng gặp con ma, gặp ma kia thì sợ lắm đây, bé con kia trốn dưới này phải không, ai trốn dưới đây này. À, nhanh lên mọi người, tất cả hãy chạy trốn những con ma. Mọi người ơi là Halloween, bạn tôi ơi là Halloween, mình hát bài ca về Halloween, nói đi đó Halloween. À, giờ con ma họ đuổi theo tôi, này ma ơi hãy để tôi yên, bé con kia trốn dưới này phải không, ai trốn dưới đây này. À, một vài phút vui vẻ, có một chút gì đó hài hước về con ma này. Ai đang trốn dưới đó vậy? Mọi người ơi là Halloween, bạn tôi ơi là Halloween, mình hát bài ca về Halloween, nói đi đó Halloween. À, ô con ma mọc một đôi chân, ở dưới trăng một cậu bé nhỏ, a ra đã chôn dưới này phải không, là a ra dưới đây nè. À, ha 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 ha, chúng em đã lừa cô Laia. Đó chỉ là Aza giả vờ một con ma để dọa tất cả chúng ta. Wow, có chắc các em lừa cô không? Halloween vui vẻ. Lừa hay lọc?